đất ở giữa, đất ở giữa đào sâu xuống là làm ổng. Chỗ này chưa làm. Không, Phan đưa lên dây để tôi lại nhìn kiểu qua dây qua người nhá. Đâu anh Phan thử ấy phát để sắp học lên được. Em mỏi rồi, sắp lên được. Giấu nghề rồi, giấu nghề rồi. Giấu nghề rồi. Anh đang tối qua vừa mới đóng gạch xúc than xong, bây giờ ra đây lại xúc cát tiếp rồi. Đó. Và xúc là xúc. Gương mẫu à. Ê, diễn viên Hàn Quốc Kim Dak Sun chuyên gia đóng gạch xúc than lâu nay ra xúc than. Nhân viên văn phòng chính phủ ấy, lao động biển hướng dẫn chơi đây. Qua, qua, qua. Đấy, anh Khang mà lao động đi không có là không lao động thì góp 50k đấy. À. Hôm qua thì anh Hùng đọc cho clip mà ai không ra đóng 50k đấy. Rồi. Khẳng định với các chị em là mình vẫn xúc tốt. Ừ, vẫn xúc tốt à? Vẫn xúc tốt. Ngày mà không chỉ xúc tốt mà còn xúc sâu. Xúc sâu à? Xúc sâu đào lâu đúng không? Ngày 6 tấn than. Chưa anh làm 2 tấn than đâu, tối về anh lại xúc 8 tấn. Không là đào đâu à, lây mà không. Không, không, đi đi, mà mình chưa làm mà. Chuyên gia đóng gạch xúc than ở đây. Đào chị đào đi. Các ông cứ mải tập cái đào gì cả, để chị đi đào. Nên là đua ác phết nhỉ. Ui. Hạ cánh vô tư. Đây là bác sĩ nha khoa này. Một trong những thành viên câu lạc bộ đang gọi là gì nhỉ? Xúc than đào xỉ à? Đây ra bám vào tí thôi. Đây gọi là lao động công ích. Con sợ bố ngã phải sới cát cho bố ấy. Như này thì có cameraman là tác nghiệp hơi vất vả thôi. Ba vợ 15 đứa con. Đó ba tàu. Anh Phát đặt ra ba tàu.
Đây, tập kinh không? Bơi ở trên vòm, nhà vòm à? Chị này có anh Sơn chăm được. Đúng rồi, đạp nữa. Không cần phải bới nó lên đâu. Đấy. Không cần phải bới nó lên, phải lắc nó lên hơn. Đây, người đàn ông đẹp dài nhất câu lạc bộ này. Hai thành viên mới. Giới thiệu với chị gái, à, với bạn gái là đây là có hai phi công rất chuyên nghiệp. Và các chị hạ cánh vô tư. Vâng, hôm nay hạ cánh thoải mái sợ. Bao ngã, bao ngã. Ngón tay nó đạp nó chạm đất rồi bởi vì nó vun cát. Đấy, anh em ca sáng lại bắt đầu lao động tiếp so với ca chiều hôm qua. Nguyễn Kiên này. Không không? À. À. Hôm nay ngã thoải mái đi, không phải lo. Hôm nay bao ngã. Ui, hôm nay mặc áo sạn đi, bạn gái bạn trời, ô nhà giàu mặc áo sạn khác này. À, tổ trưởng là bắt đầu đi anh ơi. Mất đà rồi, ngã ngay xem nào anh ơi. Ngã thử nhưng mà không vấn đề gì.